Dòng này dòng tác động mạnh thì bản thân nó là nó sẽ giảm được 30% lực góp của tay. Đó, những dòng như này, những dòng tác động mạnh như này thì khi mình bóp tay như với những cái dòng thông thường thì mình cái lực bóp của mình 100% thì thằng này chỉ dùng chỉ 70% là đã đứt. Rồi, hello, xin chào anh đang quay lại với kênh Phong Dụng của Nhật. Rồi, hôm nay em giới thiệu cho anh mấy anh em mấy món dụng cụ của Nhật: kìm, vít, cờ lê, mỏ lết. Đó. Chuyên đồ hàng của Nhật. Có mấy món mới mới giới thiệu cho anh em. Trong sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy, máy móc, trang thiết bị trong nhà xưởng đều phải sử dụng. Rồi. Không làm mất thời gian của anh em nữa, thì đầu tiên giới thiệu cho anh em, đầu tiên là bộ cờ lê AC hệ, bộ cờ lê hệ in. Đó, gồm 11 chi tiết made in Japan, các size từ 3/8 tới 1 in, gồm 11 chi tiết. Đây, nó hơi to. Đấy. Giới thiệu cái to trước luôn, bộ to trước luôn. Cái lê hệ in 11 chi tiết từ 3/8 tới 1 in, cây nhỏ nhất 3/8 in ASAHI thép onloy, onloy steel Japan 3/8, cây to nhất là bao nhiêu, 1 in tương đương với là 25.4. Đó, anh em coi cái lê đầu, cái lê sao rất là kỹ cho anh em coi để anh em dễ mua. Đó, chữa những dòng xe châu Âu cần hệ in thì có đồ hệ in, thì thông dụng những cái size thì từ 3/8 tới 3/8 này, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 1/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 và cây cuối cùng là cây 1 in. Cây 1 in. Đó. Rồi, bộ 11 cây cờ lê hệ in của Asahi Nhật Bản. Giá là 2.262.000. Giá bên mình chưa bao gồm phí vận chuyển nha, anh em để ý. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em cầm món nào thì có gì đọc mã. Đó, như mã cái này là 1011. 2.262.000. Rồi, cây thứ hai, cây mỏ lết của Top. Đó. Đây, nhìn sơ bộ luôn. HM38M, độ rộng của nó, mở miệng của nó là 38 mm, từ 0 tới 38 mm. Giá của nó 821.000, made in Japan. Đây, độ mở của nó 0 tới 38. Rất rõ ràng. Nó thiết kế tay cầm xem.
cái phần trên này to, giảm mình khi mình thao tác nó có, giảm bị đau tay. Model là HM38M top. Đây vị trí này để treo khi làm việc ở trên cao, đảm bảo an toàn. Nó sẽ có thì mình sẽ mua một cái móc treo, mình treo trên theo người hoặc là treo trên trên kệ. Made in Japan, thép CRV. Đây lớp mạ rất là bóng. À, hai bên vác hai bên để nhiều khi những cái con ốc nằm ở trong kẹp mình đút vào nó không bị cấn hay cống hai bên. Rồi, đó, cái mỗi lớp này thì cái nào cũng có cái lỗ này để treo, treo bảo quản cất. Giá 821.000. Rồi, như cái phần trên con lăn cũng vậy, con lăn này nó cũng là giảm độ rơ lắc và độ chính xác cao. Khi mình sử dụng những cái con ốc thì nó không bị chạy ngược ra. Khi mình sử dụng nó không bị chạy ngược ra những cái như những cái con lăn bình thường thì nó cũng sẽ bị chạy ngược ra một chút xíu. Thì này nó sẽ giữ lại hai con lăn. Cho nên tạo cái chỗ độ khít này nó rất là nhỏ, gần như là nó rất là nghe rất là nhỏ. Còn những cái cây khác nghe rất là to. Đây, hai con lăn tịnh tiến nhau, tạo khe hở nhỏ. Rồi, đặc biệt hôm nay mình giới thiệu hai cái kìm mở phe, mở và tháo phe kết hợp của dòng top Nhật Bản. Top. Đây. Cái đầu tiên là cây model top model CHS gạch 150NX. Thì trên bao bì và trên thân của nó nè, nó có ghi hết là mở đối với phe phe ngoài. Mở phe bên ngoài ở cái ống thì 12 tới 30 12. Còn phe trong thì nó cũng bằng luôn 12 tới 32. Các thao tác của nó hướng dẫn luôn, hướng dẫn kỹ. Và đường kính lỗ mà phe nó sử dụng được, đúc được vừa cái lỗ phe là 2 1.2 cho tới 2 ly. 1.2 cho tới 2 ly. Và đây chiều dài tổng thể. Rồi chiều rộng đầu, chiều rộng tay cầm rất là rõ. Đây mình sẽ khui luôn cho anh em coi. Đây, nó có thể là mở luôn, mở phe trong, mở phe ngoài, ngoài cái cốt hoặc là bên trong cái ống. Đó, thì anh em trong thợ, anh em thợ thì biết là phe trong phe ngoài rồi. Sẽ bỏ nó đây. Rất đơn giản, nhựa là nhựa nhúng nhám. Thông tin top này, nó in hết trên cán. Đây đây là cái ở vị trí mà mở phe ngoài, là những cái phe bên ngoài mình đút vào mình bung ra là mở nằm ở ngoài cái cốt. Là đây, đây là đang ở là mở phe ngoài. Mở phe ngoài là mở những phe như này hoặc là cái hình dạng phe như này. Đây, những hình dạng phe này là phe ngoài, là mình đút vào đây mình bóp là để bung ra, là mình rái ra. Còn đây là phe trong, phe trong thì mình chỉnh lại cái xu hướng. Đây mình cầm hai tay mình kéo ngược lại ra cái đó. À, mình có thể ở đây nó có cái lò xo này, ở trong này nó có cái lò xo để mình thao tác mình chuyển đổi. Đấy. Đây bình thường, như bây giờ bình thường đây là mở phe ngoài, còn bây giờ mở phe trong đúng không? Mình cần bấy nhẹ cái mình chuyển qua thẳng lên đây mình mới kéo xuống đó, nó là như vậy. Rồi xong chuyển thành là phe 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 trong. Phe trong thì thường cái phe nằm bên trong, cái nằm bên trong thì như này mình sẽ banh ra và bóp lại mình mới rút ra khỏi cái ống, cho nên đó là gọi là phe bên trong. Phe trong, mở phe trong và mở phe ngoài, hoặc là người ta kêu mở phe hoặc là bóp phe đó. Đó, còn bây giờ muốn về phải thao tác về lại cái vị trí ban đầu thì mình cũng vậy, mình mở thẳng ra mới kéo ngược lên, mở thẳng hết ra ngoài nghe. Chứ còn để bình thường, để bình thường giờ không mở ra được đâu, hoặc là không 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 không, không chuyển đổi được, mà mình phải kéo về hết đây trên cùng. Nó sẽ vuông góc với gần gần như vuông góc với cái
hai cái này vuông góc với nhau nó mới 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 chịu mới ra được đó. Và nó cho nên như này chưa xong đâu, mình nhìn này, mình phải nạy ra xíu, mình phải ép ra cái là mới hở hai cái phe ra mình mới chuyển qua đó, trở về ban đầu đấy, rất đơn giản. Anh em cầm là anh em biết, là anh em biết xài à. Rồi với giá cây này là 555 ngàn đó, mở phe từ 12 tới 32 trong và ngoài. Rồi cây thứ hai lớn hơn, mã của nó là CHS gạch 200NX, thì nó mở được phe trong, phe ngoài là 19 tới 40 và phe trong là từ 19 tới 65 lần đó. Phe trong thường thường nó sẽ lớn hơn, những xe lớn nó sẽ lớn hơn. Đây các thao tác của nó cũng như cái cây kia, nhưng mà nó lỗ lỗ phe lỗ mà cái của phe thì nó sẽ được 2 tới 2 ly rưỡi. Em mình khui luôn cái này. Giá cây này là 686 ngàn. Thao tác cây này cho anh em dễ coi. Đây, to luôn. Đấy. Rồi thành. Đấy. Và muốn chuyển đổi lại thì mở ca lên, đẩy ra. Đấy. Anh em cầm là anh em biết làm mà. À, biết chuyển đổi, chứ nhiều khi nói mình hình dung cũng hơi khó đó. Đây là như vậy đó, mình sẽ làm hở ra dài này để mình chuyển đổi qua đó, hoặc chuyển đổi về, chứ không không thể không đừng để dài mà bé kéo ra này, mình phải bấy ngược lại xíu, đẩy hai tay này, tại chỗ này có lò xo mà đó, đẩy cái lò xo bung ra là sao đó, để quay ngược lại. Rồi giá cây này là 686 ngàn. Cái này cũng thế, cũng lợi, làm cũng cũng hay á anh em, nhiều khi sửa chữa cần khỏi cần mua hai cây, mua một cây xài được hai chức năng đó, xài hai chức năng đó, trên tay cầm nó có thể hiện hết 19 tới 40 và 19 tới 65 đi ra ban model. Rồi thế là cái cây kìm, kìm cắt cạnh hay kìm cắt dây điện đồ, cắt dây điện cắt kẽm rồi. Model của nó là PV kép 302DG, dòng này dòng tác động mạnh, thì bản thân nó là nó sẽ giảm được 30% lực góp của tay đó, những dòng như này, những dòng tác động mạnh như này, thì khi mình bóp tay như với những cái dòng thông thường thì mình cái lực bóp của mình 100% thì thằng này chỉ dùng chỉ 70% là đã đứt, còn thằng bình thường là hết 100% công suất mới đứt được, ví dụ vậy. Cho nên em dễ hình dung. Thì nó cắt được những cái dây thép không rỉ là tới 1 ly 6, và dây kẽm, dây đồng, dây kẽm là 3 ly 2, dây đồng 3 ly 2, cái dây kẽm là 2 ly 6, dây nhiều sợi là 5.5 mm đó. Nó cắt được những dây inox là tới 0.6 lần, và cắt lực cắt rất là nhẹ. Đây thiết kế của nó là tên tay của nó là tay cầm nhựa, phần nhựa là nó hai phần nhựa, một phần nhựa hơi cứng và một phần nhựa đàn hồi đó, cầm không dạng giống như cao su á, cầm không bị trơn trượt, dạng dạng nhựa mềm á, đàn hồi, thì nó hai phần nhựa đó. Và thiết kế này, thiết kế giữa thiết kế của cái lưỡi cắt khác, lưỡi cắt của nó thiết kế kiểu để tác động mạnh khi giảm lực bóp của tay, và đây là có chỗ để treo khi làm việc ở trên cao hoặc là thao tác ở trên cao để không bị rơi rớt, để đảm bảo an toàn lao động đó. Và lưỡi cắt thì nó có thể cắt được dây lớn, dây cứng, độ cứng của nó tới 64 HRC. Đây, độ cứng của nó từ 58 tới 64 HRC. Chiều dài của nó là 160 mm, nó chiều dài danh nghĩa, nó có thể dài hơn, nó dài tới 165 lận. Đây, là giảm lực cắt của nó là tới 30, giảm lực cắt, giảm lực bóp tay của nó là tới 30%. Giá của cây này 350 ngàn. PV kép 302DG 350 ngàn. Rồi cây kìm nhọn đa năng của Tsunoda dòng kim TTC, model là PRP150HGS, chiều dài của 150 này 6 inch. Đây thì trên bao bì của nó là nó có thể ứng dụng nhiều nhiều thứ, nhưng mà sơ bộ thì nó để nhọn thì nó thể gấp kẹp những cái mà gấp hoặc kẹp những cái vật tư vật liệu hoặc là những cái linh kiện
lắp ráp linh kiện đồ chơi điện tử đồ này kia đó, kẹp ốc, gấp những cái linh kiện, đây gấp linh kiện. Thì thiết kế thằng này cũng giống như cái cây kia, là nhựa, hai phần nhựa, mà nhựa này dạng nhựa mềm giống cao su. Đó. Trên bao bì, trên thân của nó có đầy đủ model, mã số King TTC PRP PRP 150 HGS Made in Japan. Đó, dòng này có lò xo, đây, mũi nhọn để gấp, hoặc là để kẹp. Còn chỗ này là để gấp ốc, ống ốc để vặn ốc hoặc là kẹp ốc giữ. Rồi trong này có lưỡi cắt và lỗ tuốt dây. Đó, có lỗ tuốt dây rất là tiện lợi. Giá cây này cũng khá mềm. Giá cây này là 328.000. Rồi cái kìm thứ tư là kìm điện đa năng. Người ta gọi là kìm bằng hay kìm điện hay kìm răng, thường thường là những cái kìm giống như vậy. Của Tsunoda PVK115DG. Đó là dòng này dòng tác động mạnh thì nó cũng là giảm lực 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 các lực bóp tay là tới giảm được 30% lực bóp tay. Đó, khi anh em ví dụ như bóp một cái, mình cắt một cái dây sắt lớn cần 100% lực bóp có đứt thì thằng này sẽ được giảm được 30%, thì bóp 70% là đứt rồi, hơn những cái kìm khác. Đây, khả năng cắt của nó cũng khá lớn. Đó, cắt thép không rỉ này, cắt thép không rỉ 2.4, đủ thứ, dây điện 22mm2 mới ghê. Đó, sắc mềm 4 ly 5 ly bình thường. Đây, Tsunoda Made in Japan Power PVK115DG. Power là nghĩa là lực á. Đây, trên này thì kẹp, thông thường là những cái hàng nhựa hàng xịn là nó không có hai cái lưỡi kẹp trên đầu, nó không có khích đâu nè, anh em đừng hiểu lầm. Tại thường thường là nó sẽ cắt là cắt chỗ này chỉ kẹp thôi, cắt hai lưỡi cắt nó sẽ ăn với nhau, cho nên chỗ này mà đụng là lỗ cắt không ăn, hàng xịn là vậy. Đó, cái lưỡi cắt rất là dài, nhưng cắt rất đã. Rồi kẹp ốc để cắt, này có kết hợp bấm cốt. Bấm cốt. Đây có lỗ treo móc treo hai vị trí. Và chiều dài rất là dài, chiều dài này tới 225 nữa. Chiều dài này tới 225, trên nghĩa là 225 rồi. Mà thường thường bình thường kích thước thực nó sẽ lớn hơn. Cái này kích thước thực nó dài hơn. Đó, giá của cây này là 475.000. Cây này 475.000, cây này bán rất là chạy. 475.000. Cái tay đòn nó rất là dài cho nên cắt rất là khỏe mà cắt rất là nhẹ. Anh em trong gia đình thì xài những cái này thôi, phải nói. Hoặc là những anh em nào mà cái tay cái bàn tay lớn cầm cái tay cái kềm này rất là sướng. Nó vừa. Rồi. Nói giới thiệu cặp tô vít trước đi. Đây cặp tô vít Anex. Thông thường thì những dòng thông dụng thì anh em nào cũng có xài vít hết rồi. Đây dòng này của Anex. Với mã số là NO390. Size của nó là cộng 2x150 và trừ 6x150, hai cây. Cái thông thường là cây đỏ này là màu là ba ke, cây dẹp là màu xanh. Giá của nó 150.000 một cây, hai cây bằng giá nhau. Đó, cái là cái nhựa đàn hồi. Đây Made in Japan. Anex Made in Japan. Đây. Đó, 150 một cây, hai cây bằng giá nhau. Còn cái cây dài hơn thì xài cái này, cặp này. Trừ 6 cộng 2 PS2. Và Anex cũng vậy. Giá cái này là 171.000, dài cái này 200. Chiều dài của này là 200mm, chưa tính cán nha. Thông thường là nó thay size của nó là cũng là model NO3900. Như size của nó là cộng 2 nhân 200, 200 là chiều dài, nó mới đi ra ban. 171.000 một cây, hai cây bằng giá nhau. Anh em chọn cây nào thì
chọn hoặc chọn cặp nào chọn. Rồi cuối cùng là bộ cờ lê hai đầu trồng của Top Made in Japan. Đây, hàng mới về. Đó, cực chất Top Made in Japan. Với model là TM7000, bao gồm 7 chi tiết. Hai đầu trồng 7 chi tiết với góc một góc nghiêng mới góc cong là 45 độ. Các size, một size đầu tiên là 57, 5.5, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 14, 15, 17, 19. Đó, các size như vậy, anh em nhớ để ý. Đúng size, đúng chuẩn nha. Đó. Anh em cần cái bộ như này thì rất là đầy đủ rồi. Với giá bộ này là 1.839.000. Giá khá mềm. Với một bộ hàng Nhật mà như vậy là khá mềm. 1.839.000. Em khui luôn cho một hai cây cho anh em coi. Và nó có một cái giá nhựa rất là xịn nha. Đây, cửa ra. Anh em thích đấy thì dựng đứng lên. Lấy ra cây nhỏ trước, cây nhỏ nhất và cây to nhất cho anh soi cho anh em coi. Đây. Top 5.5 7 Made in Japan thép CRV. Đây. Chiều cong của nó nhìn rất là sắc. Cái này cái nhỏ nhất, size 5, một đầu 35, một đầu 7. Rồi, bây giờ cái size lớn nhất là cây 17 19. 17 19. Anh em để ý đồ nghề thôi, đừng để ý tay mình nha, tay mình hơi dơ. Thép CRV Made in Japan. Nhìn rất là đã. Góc 45 độ. Rồi. Hết. Bữa sau mình giới thiệu tiếp. Hôm nay giới thiệu dưới đây thôi. Rồi anh em coi có bộ nào, có cây nào mình cần sử dụng. Thì nếu có nhu cầu thì liên hệ với bên mình. Mình sẽ có để thông tin đầy đủ trên video. Có đầy đủ website, số điện thoại thì liên hệ. Đó. Anh em có thể chọn món nào thì đọc luôn cái model, hoặc là nhắn luôn cái model, hoặc là chụp hình gửi cho mình của từng sản phẩm. Mình không có làm cái số mã số như những người khác, mà là số mã số theo model sản phẩm luôn. Chính xác một điều là mã này là mã này, nên không ảnh hưởng gì tới cái hàng hóa. Ví dụ anh đặt cái cây CHS-200N, bữa sau giao đúng cây đó thì nhận, không đúng trả về, đơn giản. Chứ em không có theo con số nào hết hay là mã số gì hết. Theo số, cái theo model của sản phẩm luôn. Anh em chọn model sản phẩm luôn. Sản phẩm mã nào ra mã nấy luôn, chứ không đặt riêng mã. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với bên mình. Hẹn anh em video sau. Chúc anh em mạnh khỏe.